Mến chào các bạn, thì Nông Cơ Linh có một chiếc xe Subaru S325 được gắn vàng gầu xúc rin của Nhật luôn ha. Vàng gầu xúc này là giữ luôn nước sơn là của Kubota L2202DT gắn quang. Nói chung thì mấy xe Nhật là nó thí dụ nó tùm lum hết, xong rồi người ta gắn gầu xúc gắn qua gắn lại thôi, nhưng mà nó vẫn zin là được. Có nhiều anh em người kêu gắn lắm. Thì như con này thì bây giờ mình có gầu có đồ mình bán nhiêu đây? Tôi bán gầu không có đuôi hả? Không thì cứ nói đi, gầu đuôi là sao? Cái gầu không có đuôi, cái đuôi. Gầu hôm nay gầu của xe là 105 triệu. Cả gầu luôn là 105 triệu. Còn gắn cái đuôi là thêm nhiêu nữa? Nếu cái đuôi 9 triệu nữa. Con này chạy được 1.203 giờ ha. Thì nói chung thì tay lái thì ống đồ này nọ tất cả mọi thứ còn ok ha. Bánh đồ thì quá đẹp luôn ha. Chạy có hơn 1.000 giờ mà. Đây bánh trước. Rồi nước sơn đồ này nọ là còn rất đẹp. Áo đồ còn rất đẹp ha. Kabuto. Hả? Subaru. Kabuto là cái vàng kia. Cái vàng xúc Kabuto. Rồi, nói chung là mọi thứ còn rất là ok, đẹp đẽ ha. Rồi bây giờ Linh lên nổ máy thử lên gầu xuống gầu đồ xem thử em. Ok không? Rất nhanh ha, rất ok. Gan tay mà lên nhanh, rất là ok luôn. Tay lái trợ lực luôn hả? Tay lái trợ lực luôn các bạn, rất nhẹ không? Các bạn nhìn thấy xe nó mới đét luôn hả? Rồi, quá ngon rồi. Sát vô luôn. Khóa gầu lại. Rồi ok. Cái này hình như dở nắp capo lên được không? Động cơ mới đét ha. Chà, lọc gió lọc đồ nè. Mới tinh ha. Bình xịn luôn. Bình Nhật luôn. GS luôn, benzin nè, GS luôn à, đó, không, rồi ok, quá đẹp, rồi bạn nào mua thì alo với ông chủ nha, rồi mến chào các bạn, bạn nào mua cứ alo với ông chủ.
bên phải tiêu đề có chữ V vậy nè, bấm vô đó là các bạn sẽ thấy có số điện thoại đồ trong đó ha. 105 triệu hả? 105 triệu cái đầu không, mua đuôi thì tính thêm tiền cái đuôi đầu gầu luôn chứ phải đầu không. À, cái đầu với gầu 105 triệu, cái đuôi sới thì tính tiền đuôi sới mà đuôi riêng của nó không? À, đuôi riêng luôn rồi. Ô thì kim kê rồi, mến chào các bạn nha.